bắt đầu cho phép tôi là tôi giới thiệu cái việc của tôi làm hôm nay là tôi truyền thông về bảo vệ sự sống của nhóm bảo vệ sự sống của chúng tôi thuộc Caritas Giáo phận Hà Nội. Nội dung của chúng tôi trình bày hôm nay là có 3 phần. Phần thứ nhất là nguồn gốc sự sống con người. Phần thứ hai là thảm trạng nạo phá thai. Ở phần thứ ba là hoạt động bảo vệ sự sống. Tôi sẽ đi vào phần thứ nhất là nguồn gốc sự sống. Muốn bảo vệ sự sống thì chúng ta phải biết sự sống nó là như thế nào, nó là do ai. Thế như chúng ta biết rằng nguồn gốc sự sống là do Thiên Chúa tạo nên. Và khoa học ngày nay dù có giỏi, có lên trời xuống biển nhưng cũng không tác thành được một sự sống con người. Và Chúa tạo nên con người theo hình ảnh của Chúa, đó là món quà vô giá mà Thiên Chúa trao ban, trao tặng cho loài người chúng ta. Khoa học thì người ta nói rằng nữ giới thì có trứng, nam giới thì có tinh trùng. Khi mà tinh trùng phóng ra, nó tìm đến trứng đấy, để chui vào cái trứng này đấy, những hai con tinh trùng nó chui vào. Nhưng mà thực ra thì hàng triệu triệu con tinh trùng mới phá được cái trứng này ra. Và sau khi phá được cái trứng này ra đã thành cái phôi thai đầu tiên, như các bạn nhìn thấy đấy. Cái phôi thai ở bên tay trái chúng ta thì chính đó là cái mầm sống. Và đối với Thiên Chúa, đạo Công giáo của chúng ta thì đó là cái mầm sống. Và đó là đã có cả linh hồn và thể xác, chứ không phải đó là một cái giọt máu. Không phải là giọt máu. Bởi vì cái sự thành lập, cái tạo tác tạo nên con người, đó là một mầu nhiệm của Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Đây cũng là một cái mầu nhiệm mà giữa người nam và người nữ kết hợp với nhau để sinh con đẻ cái, thêm phè kẻ tề phật thờ phượng kính mến Chúa. Và cái mục đích của Thiên Chúa là gì? Để cho giữa người nam và người nữ kết hợp với nhau để tạo thành và tác thành một mầm sống nữa, và để truyền sinh, để truyền sinh. Vậy chúng ta phải biết rõ lớp giáo lý hôn nhân của chúng ta cần phải biết mầm sống đó là cũng do sự huyền nhiệm, mầu nhiệm của Thiên Chúa đã tác tạo nên. Thế và tiếp theo thì như chúng ta biết rằng cái phôi thai đầu tiên ý đã từ buồng trứng mà đi vào trong cung lòng người mẹ. Đấy, chúng ta nhìn ở trên màn hình đấy. Thì đấy là cái phôi thai đầu tiên, nó đã từ từ vào trong cung lòng người mẹ. Trong cung lòng người mẹ đấy là gì? Cái ngai, cái cung đấy, của cái bào thai này nó sẽ lớn, sống và lớn lên như thế nào để cho chúng ta biết. Và tiếp theo thì như chúng ta phải biết được cái sự phát triển của thai nhi. Chúng ta nhìn trên màn hình, chúng ta thấy từ trái sang phải, thấy thai nhi 1 tháng tuổi thì nó là cái mầm sống nó như thế. Từ cái phôi thai mà nó thành cái mầm sống 1 tháng tuổi, 5 tuần tuổi thì nó đã bắt đầu có những chi, mắt, trên tay. Và 9 tuần tuổi thì chúng ta thấy nó đã bồng bềnh ở trong nước ối và có bánh nhau. Đấy là cái sự phát triển kỳ diệu ở trong cung lòng người mẹ mà Thiên Chúa đã tác thành, tạo nên con người và ban cho người ta cái sự sống như vậy. Và tiếp theo thì chúng ta thấy là chúng tôi cho đi vắn tắt đấy. Và cái đây là thai nhi được 12 tuần tuổi, tức là đã được 3 tháng thì nó bồng bềnh trong nước ối, và ở dưới là cái bánh nhau, và dưới bánh nhau là có cái dây rốn nuôi em bé. Cái bánh nhau này là một cái nhà máy sản xuất tất cả những thức, những cái tinh chất nhất của người mẹ ăn vào, và nó được truyền vào bánh nhau, và bánh nhau đó qua dây rốn để nuôi em bé ở trong cung lòng người mẹ 9 tháng hoặc là 9 tháng 10 ngày. Thế như chúng ta biết là cái sự phát triển nó kỳ diệu như thế. Và tiếp theo là chúng ta thấy là cái thai nhi đã phát triển 5 tháng tuổi và chiều cao đã là 26 cm, các bộ phận hình thành đầy đủ giới tính. Như chúng ta thấy đây hình hơi mờ một tí là em bé đã có giới tính rồi, tức là chúng ta đang nhìn thấy cái chim của em bé đó. Thế thì chúng ta thấy là cái phát triển nó cứ từng bước nó rất là kỳ diệu. Thế như ta thấy là cái lúc này là thai nhi 5 tháng tuổi thì chúng ta thấy đã có thành giới tính. Và tiếp theo thì chúng ta thấy em bé chào đời, người ta chỉ cắt dây rốn ra. Chúng tôi không đưa những hình ảnh nó phản cảm, và chúng tôi chỉ đưa cái hình ảnh là cắt dây rốn ra, tức là em bé đã chào đời. Và em bé chào đời thì chúng ta thấy chúng ta biết rằng cái thảm trạng hủy diệt sự sống của xã hội ngày nay, nó là một cái tệ nạn rất bức xúc ở xã hội. Như chúng ta biết, một năm thì có tới 1,2 đến 1,6 triệu ca nạo phá thai. 1,6 triệu đây là cái thống kê của nhà nước, chứ thực ra thì tất cả những cái phòng khám tư nhân cũng như là khám chui hay là thì tới hơn 3 triệu ca nạo phá thai trong một năm. Chúng ta tính rằng cứ 10 giây thì có một em bé là phải trục xuất ra khỏi cung lòng người mẹ. Và chúng tôi rất là đau buồn khi phải thông báo tất cả những cái tỷ lệ này để cho anh chị em mình biết. Thế và cứ vậy lại và cứ cứ một em bé được sinh ra, cháu quay lại, và cứ một em bé được sinh ra thì
có tới 1,5 em bé, có tới 1,5 em bé bị giết. Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Vị thành niên chiếm 20%, thành niên chưa lập gia đình cũng chiếm tới 25%. Đó là một cái con số biết nói, nhưng mà nó nói lên cái gì đó là rất là buồn, rất là đau buồn cho cái dân tộc Việt Nam, cho tất cả chúng ta. Vị thành niên mà chiếm tới 20% trong cái việc nạo phá thai này, và thanh niên chưa lập gia đình đã có tới là 25%. Chúng tôi xin báo rằng, chúng tôi theo dõi ở trên VNSS thì có những chị 27 tuổi tới 13 lần nạo phá thai, 13 lần nạo phá thai. Có những em sinh viên 4 năm học ở trường, 4 năm nạo phá thai. Thế tại vì hiện nay cái đạo đức nó xuống cấp và nó vô cảm, cho nên người ta không biết giết đi một con người đó là nạo phá thai. Và nạo phá thai đó chính là một cái tội ác giết người. Và sau đây chúng tôi sẽ đưa những hình ảnh của cái tội ác này như thế nào để cho các bạn thấy được. Và tiếp theo chúng tôi thấy là cách thức giết một thai nhi 9 tuần tuổi, tức là thai nhi mới có độ khoảng hơn 2 tháng, thì người ta nói rằng thì đây là không phải giết người, mà đây là đi thông kinh đấy, đi kế hoạch hóa gia đình đấy, rồi tất cả các cái mỹ từ người ta dùng để đánh lạc hướng của chúng ta đi, để chúng ta biết rằng đấy không, chúng ta nghĩ rằng đấy không phải là nạo phá thai, đấy không phải là giết người. Nhưng chúng ta theo dõi những hình ảnh ở trên thì chúng ta biết là họ bắt đầu nạo những cái thai nhỏ, thì họ có thể cho cái ống hút vào trong qua tử cung, vào cung lòng người mẹ, và ở dưới là có một cái dây dẫn hút xuống, thì có một cái máy hút, ta ấn một cái thì nó hút tất cả những cái bào thai non ở trong ra. Thế và khi kết quả, chúng ta thấy cái kết quả của cái thai nhi 9 tuần tuổi bị giết bằng phương pháp nạo hút là gì? Chúng ta thấy ở trên hình ảnh là một hũ thịt băm không hơn không kém. Đó là một con người và bị giết rất dã man, như là hũ thịt băm, một con người bị băm nát ra như thế nào. Thì cái kết quả của cái nạo phá thai dưới 2 tháng tuổi nó là như vậy. Chúng ta nhìn những hình ảnh này để biết để làm gì, để mà trân trọng sự sống, trân trọng quà tặng vô giá mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Và tiếp theo thì người ta hút xong thì người ta phải cho cái thìa vào để nạo tất cả cái niêm mạc tử cung, nó dính ở trong cung lòng người mẹ. Để gì? Để phòng xa xem, nếu để lại thì nó nhiễm trùng, nó gây băng huyết và chết người. Tất cả những cái tỷ lệ này, người ta đưa cái thìa vào như thế có thể chọc thủng dạ con, nhưng cái tỷ lệ chết người và chọc thủng dạ con này, băng huyết này, người ta không có công bố. Mà trên hình ảnh chúng ta mới thấy được rõ ràng. Thế và sau khi nạo em bé, nạo hút ra thì cái thai to, cách thức giết thai nhi 23 tuần tuổi, tức là từ 4 tháng trở lên, thì người ta làm thế nào? Chúng ta theo dõi trên hình ảnh. Bước 1, người ta cắt vụn các phần thai nhi ra. Cắt vụn các phần thai nhi ra. Trước tiên người ta cắt chân, cắt chân em bé ra, bởi vì không thể hút được. Bào thai lúc này đã lớn rồi, không thể hút được, cho nên người ta cắt chân. Và tiếp theo nhìn hình ảnh trên, chúng ta thấy cắt tay, cắt tay. Và làm gì nữa? Người ta lôi hết nội tạng, ruột gan, phổi phèo của em bé ra, của em bé ra, của cái thai nhi ra, không còn một cái gì. Và đến cuối cùng còn cái đầu, nó to lắm, người ta không thể nào mà kéo cái đầu ra khỏi cung lòng người mẹ được. Người ta làm gì? Người ta bóp bẹt nó, bóp bẹt cái đầu này và kéo ra khỏi cung lòng người mẹ. Tất cả những hình ảnh tang thương này, tất cả những hình ảnh nạo phá thai này, tất cả những hình ảnh giết người rất là dã man, như chúng ta thấy, đó là cái thai nhi từ 3 đến 4 tháng. Và sau đó người ta sắp xếp lại, kiểm tra lại xem có bị sót lại gì trong tử cung hay không. Đấy, như chúng ta thấy là sau khi nạo rồi lại sắp lại chân tay xem nó còn cái sót phần nào ở trong tử cung hay không. Đó là những hình ảnh mà giết người chúng ta thấy là dã man. Đâu đó chúng ta thấy rằng thì là ở trên báo chí báo rằng có một anh là giết người ở Bình Dương, giết tới 6 người trong một gia đình, ở Thái Nguyên giết cả 4 người trong một gia đình, và vân vân, hàng ngày hàng ngày. Chúng ta thấy là có những người đi xe máy với nhau, nhưng mà cuối cùng cũng không làm thế nào mà giải hòa được, mà cuối cùng đi vào nhà hàng xóm mượn một con dao cắt cổ chọc tiết luôn. Tất cả những hình ảnh dã man ý thì chúng ta thấy rằng không thể so sánh với tất cả những hình ảnh dã man của nạo phá thai đấy. Và tiếp theo thì chúng ta thấy rằng đối với những thai to thì các bác sĩ và những người nạo phá thai không thể làm thế nào mà cắt chân cắt tay ra được, vì nó đã
bắt đầu lớn rồi, 8-9 tháng rồi, thì người ta làm cái gì? Người ta làm COVAX, tức là gì? Tức là cho thai ra non, tiêm thuốc vào trong tử cung, trong cung lòng người mẹ, tiêm thuốc vào thai nhi. Một là đình chỉ cái sự sống của nó, cho nó chết đi ở trong cung lòng người mẹ. Và hai nữa là người ta tiêm thuốc để tống cái thai nhi ra ngoài, để cho bà mẹ cũng đau như đau đẻ và dồn đứa con ra ngoài. Đấy, theo cái phương pháp mà người ta gọi là làm COVAX, tức là tống thai ra non, cho thai ra non. Và trên hình ảnh trên thì tất cả những thai 5, 6 đến 8 tháng mà chúng tôi lượm về ở ngay nhà dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà này, có một cái phòng, có một cái mà chúng tôi thường thường 8-9 giờ đi lấy về và tắm rửa cho thai nhi. Tất cả những cái hình ảnh ấy nhiều khi chúng tôi phải sắp xếp đầu chân tay lại với nhau. Người ta giết người một cách rất dã man. Và nói thực ra tất cả những hình ảnh ở trên này chúng tôi chỉ nói lên một phần. Nó là những cái hình ảnh mà tượng trưng đấy, để làm thế nào cho các bạn hình dung được cái nạo phá thai nó là nguy hiểm đến như vậy. Và tiếp theo thì chúng ta thấy là đây là bé gái 8 tháng tuổi bị phá thai, được đưa đến nhà thờ Thái Hà. Đấy, 8 tháng rồi bị phá thai. Mà chúng tôi không có đặt vấn đề là không có nhận những thai to, để cố gắng nói với người ta rằng đó là một con người phải bảo vệ. Ở đâu đó chúng ta thấy rằng công ước quốc tế Việt Nam cũng có ký là bảo vệ trẻ em. Vậy thì trẻ em một bào thai cũng là một con người trong tương lai. Thế tại sao lại không bảo vệ? Mà trong khi đó cái thai nhi đó còn mong manh trứng nước, nó không chống đỡ được, nó yên ấm trong cung lòng người mẹ mà nỡ trục xuất nó ra khỏi cung lòng, nhỡ giết nó một cách dã man như vậy, thì hỏi rằng đâu đó chúng ta thấy rằng một con người, nếu giả sử như bố mẹ các bạn mà cũng nạo phá thai thì hôm nay có các bạn ở đây không? Do vậy chúng ta phải xác định rằng, phải hiểu rằng, phải cảm thức được con người đó là sự sống mà Thiên Chúa trao ban và chúng ta cần phải trân trọng. Đó là cái quà tặng mà các bạn có tiền không mua được. Nó trái cảnh là các bạn đến bệnh viện nhi mà cứ khoa nạo phá thai thì chúng ta thấy một bên là chữa vô sinh, một bên là nạo phá thai. Nó trái ngược cái cảnh vô cùng tôi đã từng đến các bệnh viện đó. Để gì? Để gặp các chị em và thuyết phục họ quay trở về, đừng giết đứa con của mình nữa. Đứa con đó là máu thịt, là kết quả của tình yêu. Tại sao để nỡ giết con? Chúng ta đâu đó chúng ta nghe những cái tiếng thét không lời: mẹ ơi xin đừng giết con, vì con là máu thịt của mẹ cha. Tại sao mẹ cha lại nỡ giết con? Và thực tế ở trong cuộc sống hiện tại, các bạn sống rất là văn minh, rất là hiểu biết, nhưng chính những cái hiểu biết đó nó lại có những cái phản tác dụng. Bởi vì hàng ngày ở trên Internet, ở Facebook, rồi ở phim ảnh, tất cả các thứ nó đưa lên những cái hình ảnh đồi trụy mà làm cho đạo đức con người xuống cấp. Tôi tin chắc rằng anh chị em ở đây đã đến đây để tìm hiểu về giáo lý hôn nhân, tìm hiểu về sự sống của con người, thì chúng ta cũng phải trân trọng cái sự sống đó như thế nào. Chứ không như những các bạn trẻ, bố mẹ ở nhà quê con tốt nghiệp đại học ăn mừng rất to, nhưng mà khi ra đến Hà Nội nó chung sống với nhau, mới đầu nó thổi cơm chung, thế xong rồi ở nhà chung, và đến cuối cùng nó không phải sống thử đâu mà sống thật như vợ chồng vậy. Do vậy 4 năm, 5 năm ở đại học thì là 5 năm đi nạo phá thai mà không biết rằng đó là cái tội ác mà trời không dung đất không tha, trời không dung đất không tha. Thực sự ra chúng tôi rất đau lòng phải chiếu lên những cái hình ảnh này để cho mọi người thấy được là cái nạo phá thai nó là một cái tệ nạn. Mà như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, chúng ta muốn đất nước chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh và phát triển rất là văn minh thì phải chống cái nạo phá thai. Cái việc nạo phá thai giết người là một cái tội ác dã man vô cùng. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Và tiếp theo đây thì chúng ta thấy thì là hậu quả của nạo phá thai. Nạo phá thai làm cái gì nó cũng có hai mặt cả. Anh đủ lý do anh xin nạo phá thai, nhưng mà cái hậu quả của nó là gì? Một là đang phá thai thì có thể băng huyết, rách cổ tử cung, thủng tử cung, ứ máu tử cung, choáng và sốc. Đó là khi đang nằm trên bàn nạo phá thai. Và sau nhiều giờ thì sót nhau gây nhiễm trùng máu và phải cắt tử cung. Cắt tử cung, và đã cắt tử cung thì mất chức năng làm mẹ vĩnh viễn, mất cái chức năng mà Thượng Đế đã trao ban cho người phụ nữ là một cái chức năng làm mẹ thì mất. Thế và tiếp theo là lâu dài, sau khi mà đi nạo phá thai rồi thì có thể mỏng thành tử cung.
sẩy thai non, tắc ống dẫn chứng, thai ngoài tử cung, dễ bị nhau cài răng ngược và cái kết quả là vô sinh. Giờ chúng tôi xin giới thiệu giải thích cái nhau cài răng ngược là gì. Tức là tất cả những cái trường hợp mà nạo phá thai nhiều quá thì khi mà tạo thành cái phôi thai đầu tiên nó lại nằm ngoài, nó lại nằm ngoài dạ con, cho nên là nó gây tất cả những cái gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tinh thần của người phụ nữ, và buộc là chúng ta cũng phải nạo ra, bởi vì nó không thể vào trong cung lòng người mẹ, nó không thể có một cái cung, cái nơi nghỉ êm ấm được. Do vậy chúng ta thấy được cái tác hại của cái nạo phá thai, nó là ảnh hưởng đến sức khỏe như vậy. Và hậu quả của nạo phá thai thì không phải chỉ có đau đớn về thể lý đâu, không phải chỉ có đau về con người. Rồi thì là nghe, đứng ở ngoài nghe những dụng cụ nạo phá thai nó loảng xoảng lên, rồi kêu hét, đủ hết các thứ, la hét, nó đau đớn vô cùng, đau hơn là người sinh nhiều. Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, tôi đã chứng tất cả những cái hoàn cảnh nạo phá thai như thế nào. Và bản thân tôi cũng thấy rằng mình phải, ở cái lứa tuổi của chúng tôi thì ngày xưa chữ trinh đáng giá nghìn vàng, còn bây giờ với các bạn nó quá ư là dễ dãi, đến với nhau là trao thân gửi phận cho nhau, trao thân cho nhau tất cả. Đấy. Ở trong lớp giáo lý hôn nhân này, tôi không biết là có bao nhiêu phần trăm đã trao thân gửi phận cho nhau theo cái trào lưu xuống dốc, xuống cấp, đạo đức xuống cấp của cái xã hội ngày nay, mà người ta cho cái chuyện nạo phá thai nó là bình thường trong sinh hoạt, như người ta khát thì uống nước, người ta cần thì đi tiểu. Những cái đó là những cái mà nó phá hoại cái đạo đức của xã hội, nó phá hoại cái văn minh của xã hội, mà chúng ta là những người cần phải biết để tạo nên tất cả những cái gì tốt đẹp cho xã hội. Gia đình là tế bào của xã hội, vậy cái tế bào nó có tốt hay không thì chúng ta phải làm thế nào gây dựng cho một cái gia đình tốt, một cái gia đình được Thiên Chúa thánh hóa, thì chúng ta mới thấy được cái tương lai. Thực ra ngoài cái đau khổ về thể xác thì chúng tôi nói về cái đau khổ về tinh thần. Một người đã nạo phá thai thì cắn dứt suốt đời. Tôi xin kể ra đây một câu chuyện mà chính tôi đã chứng kiến. Có một người gọi điện cho tôi bảo: "Bà ơi, hôm nay cháu đã 44 tuổi rồi, cháu đã có hai đứa con, nhưng mà bây giờ cháu bị bệnh ung thư, thành thử ra cháu sốc chết." "À, thế thì làm sao?" "Ồ, cháu bây giờ cháu nghĩ lại, trước khi mà cháu lấy chồng đẻ hai đứa con thì cháu đã nạo thai hai lần, và bây giờ những hình ảnh của đứa con ấy nó đến trong đầu óc con trước khi chết, và bây giờ bệnh ung thư này thì chắc là không thể sống được rồi, và con ân hận vô cùng, con muốn gặp bà để con tâm sự cho nó dốc cái nỗi lòng, dốc tất cả những cái mà đau khổ trước khi con ra đi để cho nó bình thản." Thế thì tôi cũng lại dang rộng vòng tay ra đến thăm và cũng như là an ủi thôi. Và đồng thời tôi mời một linh mục đến để cho chị đó sẻ chia những cái đau đớn, những cái buồn phiền của cái người nạo phá thai cách đây rất nhiều năm. Thế và chị đó tâm sự hết và xưng tội, và chị đó được ra đi bình an. Và tiếp theo thì tôi thấy thế này. Thực ra trong hoàn cảnh của xã hội Việt Nam, cái tệ nạn nạo phá thai nó là cái tệ nạn bức xúc. Một năm ở Việt Nam giết đi 3 triệu sinh linh bé nhỏ, còn trên toàn thế giới hơn 50 triệu, già nửa cái dân số của Việt Nam. Nếu kể trên toàn thế giới nạo phá thai thì 51 triệu tài liệu tôi mới xem. Thế và riêng Việt Nam thì cũng góp trong số 51 đó là 3 triệu thai nhi. Chúng ta tưởng tượng xem, cứ 10 giây lại có một ca nạo phá thai, lại có một ca nạo giết người, và giết người rất dã man như trên hình ảnh chúng tôi vừa đưa. Và theo nữa thì tất cả những cái ảnh hưởng về tinh thần đó khi nạo phá thai nó sẽ làm cho con người ảnh hưởng về tinh thần, nó day dứt cho đến suốt đời, cho đến khi chết, mà chúng tôi đã đưa lên cái như vậy. Thế và tiếp theo là các lý do nạo phá thai thì 1001 lý do nạo phá thai, nào là không để lỡ học tập, hai là theo đuổi giấc mơ sự nghiệp, rồi phải thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Đúng là ngàn lẻ một lý do để nạo phá thai. Thế thì chúng ta cũng nghĩ rằng đứa con trong bụng là kết quả của tình yêu. Anh có yêu nhau thì anh mới gần nhau, anh mới trao thân gửi phận cho nhau. Đó là cái kết quả của tình yêu. Và cái đó là tác sinh của giữa người nam và người nữ. Đó là máu thịt của chính mình. Tại sao mình trục xuất nó ra? Tại sao? Tại sao? Có nghe thấy những tiếng thét không lời của thai nhi: "Mẹ ơi, xin đừng giết con, vì con của mẹ cha." Đó, những cái tiếng kêu la thảm thiết mà không có lời ý có vang lên trong tâm chúng ta không? Có vang lên trong mọi người chúng ta không? Chúng tôi mong rằng
tất cả chúng ta ở đây, mỗi người đều là một chiến sĩ bảo vệ sự sống, để bảo vệ tất cả những sinh linh bé nhỏ và bảo vệ tất nòi giống cho tương lai. Và tiếp theo thì như chúng ta biết rằng giáo hội hoàn toàn không công nhận việc nạo phá thai. Đấy, vì nạo phá thai là giết người và nạo phá thai là phạm đến giới răn của Chúa. Đó là điều răn thứ năm. Điều răn thứ năm Chúa dạy là chớ giết người. Chớ giết người. Thế mà hằng ngày thì chúng ta nạo phá thai và giết người rất kinh khủng, rất dã man như những hình ảnh chúng tôi đã đưa lên trên để cho các bạn nhìn thấy. Thực ra đó là những cái hình ảnh mà rất là đau lòng và buộc chúng tôi phải minh họa để cho các bạn thấy được. Vậy thì mỗi chúng ta phải làm gì? Bởi vì đối với giáo hội là nếu người nạo phá thai và những người tòng phạm, tôi đưa bạn tôi đi, tôi cũng là tòng phạm. Chứ không phải tôi nạo phá thai, tôi là bà, tôi bảo cháu nạo phá thai đi, gia đình nhà tao danh giá này tự nhiên bây giờ chưa cưới mày đưa cái bụng bầu về, nạo. Phán một câu rất xanh dần là nạo. Nhưng có biết đâu rằng sau cái chữ nạo ý là giết đi một con người, giết đi một sinh linh bé nhỏ, giết đi chính đứa cháu của mình. Đó, nhưng thế là tôi cũng bị tòng phạm. Đấy, chứ không phải rằng tôi đi nạo phá thai tôi mới phạm tội giết người. Bác sĩ thực hiện cái điều đó cũng là giết người. Những chị em đưa nhau đi nạo phá thai cũng là giết người. Tất cả những cái đó là đều tòng phạm. Mà tòng phạm theo cái luật của giáo hội là gì? Bị rút phép thông công tóc lự, tức là tiền kết, không phải xét xử gì cả. Sau khi anh nạo phá thai và anh tòng phạm tới cái việc nạo phá thai, đó là đã phạm tội giết người rồi. Và đó là phải ra khỏi giáo hội. Thế nhưng mà Chúa nhân từ, tội gì Chúa cũng tha, miễn là chúng ta biết sám hối, miễn là chúng ta biết sám hối. Và đừng bao giờ phạm tội nữa. Và đừng bao giờ phạm tội nữa. Đối với xã hội hiện nay thì tôi không dám bảo đảm rằng tất cả các bạn là có thể là giữ được cái trong trắng, giữ được cái trinh tiết, giữ được cái tốt lành để trao cho nhau cái ngày cưới. Tôi không dám bảo đảm như vậy. Bởi vì một xã hội có cái trào lưu như thế này thì làm sao mà các bạn cũng ở trong cái vòng quay đó, thì làm sao mà có thể tránh khỏi được. Bây giờ nói đến giết, đến nạo phá thai thì tôi lại nhớ ra một cái chuyện thế này. Có một cái bà này, kế hoạch hóa gia đình, tôi đã hai đứa con rồi, bế một đứa cái bé 1 tuổi đến, và bây giờ tôi lại có bầu được 3 tháng, thì xin bác sĩ làm ơn là nạo thai cho tôi, bởi vì tôi còn nuôi đứa con bé này. Thì bác sĩ rất là bình tĩnh, bác sĩ bảo bà ngồi đấy. Thế và bây giờ thì bà thương những đứa bé hay đứa lớn? Tất nhiên là thương những đứa bé. Thế thì chính đứa con ở trong bụng bà, nó còn mong manh trứng nước, nó không làm thế nào được. Thì tôi yêu cầu bà giết cái đứa bé trên tay đi và giữ lại đứa bé để mà nuôi nâng nó, vì nó bé. Ô bà ấy sợ quá, chết làm thế này thì không thể được, bởi vì cũng là giết người. Thế thì giết đứa bé bế trên tay hay giết đứa con ở trong bụng cũng là một con người, mà con người đó lại mong manh trứng nước, cần được bảo vệ, tại sao lại đem giết đi? Tại sao lại kế hoạch hóa gia đình mà giết các bé thơ như vậy? Giết những cái đứa mà nó không chống đỡ được. Mẹ Teresa Calcutta nói như thế này: tất cả những người nạo phá thai là những người phá hoại hòa bình lớn nhất. Vì sao? Vì tôi với anh chẳng có liên quan gì. Anh động đến tôi, anh tát tôi tát anh một cái, anh giết tôi giết anh. Nhưng đứa con là máu thịt ở trong dạ anh mà anh đỡ trục xuất ra ngoài, anh đỡ giết nó. Thì vậy giữa tôi với anh không có quan hệ gì. Anh có thể giết tôi, anh có thể đánh tôi, và tôi cũng có thể giết lại anh. Và hòa bình thế giới sẽ không ổn định khi mọi người chỉ mang những cái hận thù và mang những cái giết nhau như thế, mà đứa con ở trong bụng mẹ nó mong manh trứng nước, tại sao không yêu thương, tại sao không giữ gìn, không bảo vệ nó. Và tiếp theo thì như chúng ta biết là đối với giáo hội thì ngay sau khi thụ tinh thì đã là một con người với tất cả nhân phẩm cần được bảo vệ. Giáo hội không chấp nhận sự loại bỏ thai nhi như chúng tôi đã đưa ngay đầu tiên đấy. Thì người nam thì có tinh trùng, người nữ thì có trứng. Giữa hai người kết hợp với nhau đó là một việc thiêng thánh và tạo nên một cái mầm sống đầu tiên. Cái phôi thai đầu tiên đó chính đã là một bản thể, đã là một con người có cả linh hồn và xác. Chứ không phải rằng đấy là một giọt máu chúng ta nạo đi, không phải như thế. Chỉ khi nó có hình người mới là đứa con, không phải vậy. Và nên chúng ta biết rằng giáo hội không chấp nhận cái quan hệ tình dục trước hôn nhân, phải biết tự chủ kìm hãm bản thân ngay cả trong đời sống vợ chồng, sẵn sàng đón nhận con cái Chúa ban. Bởi vì tôi nói thực rằng có những anh chị năm nay 35-40 tuổi đi xa, thế bây giờ về lại gần vợ,
Thế thì muốn hay không muốn, người đàn ông, tất cả nó là cái đầu, người phụ nữ cũng thế. Mình phải biết rằng sinh con có trách nhiệm như thế nào để bảo đảm cái sự sống cho nó. Vậy thì ta phải tiết dục, tức là ta phải kìm hãm. Để ví dụ như sau này chúng tôi sẽ có những bài, tiếc rằng ở lớp này kết thúc rồi, không biết là đã học cái phương pháp building chưa? Các bạn đã học chưa? Ở đấy, đấy, cái phương pháp building là một trong cái phương pháp mà giáo hội cho phép, tức là mình tính ngày kinh. Thế thì bây giờ tôi tính ngày kinh, nhưng mà hôm nay tôi lại từ Hà Nội, tôi lái taxi tôi về thăm vợ đúng vào cái ngày mà lại cấm, thì bây giờ làm thế nào? Phải không? Vậy thì chúng ta phải cái đầu, chúng ta phải biết trách nhiệm. Đấy, trách nhiệm với gia đình, với giáo hội, với xã hội, và chúng ta tiết dục. Chúng ta biết rằng những cái ngày đó là cái ngày không thể làm được. Mà mặc dù là những cái phương pháp building hay phương pháp Osinokonos, đó là những phương pháp mà giáo hội cho phép. Vậy thì chúng ta học để và biết rằng đấy, cái nạo phá thai nó là như vậy. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến và làm cái việc nạo phá thai, làm cái việc giết người một cách dã man tồi tệ như vậy. Và tiếp theo thì đối với những bạn bè lầm lỡ thì chúng ta phải có cái nhìn thiện cảm, an ủi, tư vấn cho bạn bè về những hậu quả nghiêm trọng của việc phá thai, nhờ người thân hoặc nhờ các nhóm bảo vệ sự sống cầu nguyện và tư vấn. Thế thì chúng tôi sẵn sàng đón nhận tất cả những cái bạn nào giữ lại con. Chúng tôi sẵn sàng. Chúng tôi có hai cái nhà mở, một cái nhà mở để cho các chị bầu, một cái nhà mở cho những người đã sinh. Nếu như cần bí mật với gia đình, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ và chở che, chứ không bao giờ nghĩ đến nạo phá thai cả. Và tiếp theo đây thì bạn Hùng có đây nhỉ? Bạn Hưng nhỉ? Bạn Hưng muốn rằng tiếp theo với cái việc truyền thông này, bạn Hưng lên thực tập và trao đổi với các bạn về cái việc thành lập đấy, cái việc bảo vệ sự sống, công việc của bảo vệ sự sống như thế nào. Thì tôi đề nghị bạn Hưng, bạn nào là bạn Hưng hôm qua có đặt vấn đề với tôi là bà ơi cho con phép con lên nói qua về cái vấn đề bảo vệ sự sống. Mời bạn Hưng lên. Bạn Hưng đâu? Có nói được không? Hay là tôi sẽ nói tiếp? Thôi bạn Hưng không nói. Vâng, thế tôi xin phép. Thế thì hiện nay ở chúng tôi, cái nhóm của chúng tôi đến đây cũng có những bạn thực tập, có những bạn để trao đổi xem vấn đề truyền thông nó như thế nào. Thì vậy đấy, tôi xin trình bày tiếp. Thế là đối với bạn bè thì như thế. Bây giờ các cái hoạt động của nhóm bảo vệ sự sống của chúng tôi thì chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn. Và cái hoạt động đó thì chúng tôi thành lập cái nhóm này từ năm 2008. Nhưng mà thực tế thì tôi cũng đã hoạt động cái này từ lâu rồi, từ khi tôi về hưu rồi. Đấy. Thế và đây là những cái nhóm bảo vệ sự sống Hà Thành lập từ 2009 là do cha đặc trách Nguyễn Kim Phùng. Thì đấy các nhóm của chúng tôi, và mới đầu chỉ có 700 người, và bây giờ nguyên ở nhóm ở Thái Hà đã có 50 người, và trên toàn nửa nước từ ở Huế ra đã có hơn 1.000 thiện nguyện viên. Và chúng tôi họp gặp nhau vào hàng ngày 28 tháng 12 là gọi là ngày lễ các thánh anh hài, thì chúng tôi gặp mặt nhau để chia sẻ, để và trao đổi tất cả những cái việc bảo vệ sự sống ra làm sao. Thế và tiếp theo thì chúng ta thấy là hơn 1.000 thành viên này, chúng tôi đi tất cả các nơi, đi tất cả các xứ họ, vào cả Vinh, Nghệ An, ra cả Thanh Hóa, và thậm chí tôi đã giật ra cả nước ngoài. Bằng giờ năm ngoái chúng tôi đi 7 nước ở châu Âu, và sắp tới này thì sang Mỹ, cũng là nhận cái nhiệm vụ truyền thông. Thực ra không phải ở những nước văn minh người ta không nạo phá thai, mà người ta có nạo phá thai, nhưng mà cái điều kiện nạo phá thai nó khắt khe hơn. Đấy. Thế thì ví dụ như chúng tôi sang bên Thụy Sĩ thì mới đi hỏi người ta xem là vấn đề ở bên này cho nạo phá thai thì nạo phá thai như thế nào. Người ta bảo rất khó khăn, một trường hợp muốn nạo phá thai qua phòng khám, rồi qua bác sĩ tư vấn, rồi qua một ông linh mục. Đấy. Thế cho nên là người ta hạn chế việc nạo phá thai vô cùng, đến cái mức như thế. Cho nên cái tỷ lệ nạo phá thai của họ có, nhưng không nhiều như Việt Nam của chúng ta. Không phải là cứ 10 giây lại có một trường hợp nạo phá thai. Và tiếp theo thì đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi đi truyền thông tại Thanh Hóa này. Cái đội ngũ truyền thông của chúng tôi cũng là cũng đông. Thế và tiếp theo nữa là các cái hoạt động bảo vệ sự sống ở giáo phận Thanh Hóa. Và tiếp theo thì chúng tôi đưa lướt nhanh, bởi vì còn một cái phần nữa là phần thuyết trình về HIVS mà bạn Thiện sẽ giúp chúng ta. Đây là tất cả những hình ảnh có sơ hoa, là sơ đi truyền thông về phương pháp building đấy, phương pháp kế hoạch hóa gia đình. Và tiếp theo thì chúng ta thấy tất cả những hình ảnh sau đây là những hoạt động của nhóm bảo vệ sự sống.
Đây là những hình ảnh bảo vệ sự sống chúng tôi đi xe đạp ngày Valentine để trưng ra những cái khẩu hiệu vận động tất cả mọi người trên nước Việt Nam, nhất là các trường đại học chúng tôi đã đi qua, để nói rằng hãy bảo vệ sự sống, mẹ ơi đừng, xin đừng giết con. Và tất cả những hình ảnh này chúng tôi đi xe đạp có, đi bộ có. Thế và đây là văn phòng tư vấn, nếu các bạn nào cần tư vấn thì ở ngay đầu này, ở chỗ đầu gác chuông là có cái phòng tư vấn. Thế và tiếp theo thì chúng ta thường thường đến thuyết phục tại các bệnh viện hay các phòng khám tư nhân là gì? Thuyết phục tại bệnh viện thì chúng tôi nói tất cả những người đi nạo phá thai là hỏi người ta xem lý do tại sao đi nạo phá thai. Và chúng tôi thuyết phục thì những trường hợp đó thì mang về nhà thờ Thái Hà này để chúng tôi giải thích và cho người ta vào nhà mở. Thế là ở trên toàn quốc có rất nhiều nhà mở. Chúng tôi ở Bắc Ninh có, rồi ở trong Nam có, rồi đâu đâu. Vừa rồi có cha Tịch Thanh Nhi đấy, cha hiện nay đang ở bên Mỹ đấy, thì cha làm cái việc này tốt lắm. Nhưng mà ở Việt Nam thì đừng có quan niệm rằng bảo vệ sự sống chỉ là đi nhặt xác Thanh Nhi rồi chôn. Đó là cần nhưng chưa đủ, nhưng chưa đủ. Bởi vì đó là cái khâu cuối cùng chôn xác kẻ chết. Cái việc cần thiết là phải đi truyền thông, phải nói cho mọi người biết đó là cái tội ác dã man, tội ác giết người, tội ác phạm đến chính Thiên Chúa, phạm đến chính cái quà tặng trao ban của Thiên Chúa, cái quà tặng vô giá đó Thiên Chúa trao ban cho loài người để sống với nhau, để làm thế nào để truyền sinh cho mọi người được sống ở trên quả đất này rất là hạnh phúc. Nhưng mà loài người đã không có tôn trọng. Và tiếp theo thì như chúng ta biết là ở chúng tôi có hai nhà mở, một nhà mở là chứa các bà bầu, còn một nhà mở ở Gerardo thì chúng tôi chứa tất cả những bà đã sinh ra và còn khó khăn, các mẹ đã sinh em mà còn khó khăn, thì chúng tôi có thể giúp đỡ, chia sẻ cho họ, để tìm công ăn việc làm cho họ. Và tiếp theo, cho nhanh lên một chút bởi vì còn một phần nữa. Thế và đây là cái quỹ của chúng tôi thì cũng là, ví dụ như Noel ấy thì làm hang đá, bán vào dịp lễ Giáng sinh. Thế và tiếp theo thì chúng ta thấy là việc an táng thanh nhi, thì chúng tôi đã đưa những thanh nhi về tắm rửa và khâm liệm cho các em như thế nào. Và tiếp theo thì cứ mỗi một tuần lễ vào 8 giờ sáng ngày thứ Bảy thì tại nhà thờ Thái Hà này có lễ đưa trên các em, có lễ đưa trên các em và sau đó mang đi cách đây 20 cây số để an táng các em. Chúng tôi có rất nhiều nghĩa trang ở ngay Hà Nội này, nghĩa trang ở Bến Cốc chôn 60.000 thanh nhi, chôn 60.000 thanh nhi và nghĩa trang ở Thạch Bích. Thế thì chúng tôi thấy rằng tất cả những cái thanh nhi bị chôn như thế thì trên ngay nửa nước Việt Nam có tới hàng trăm ngàn rồi. Vì riêng cái thanh nhi Đồi Cốc một mình bà Nhiệm đã chôn 60.000 thanh nhi. Thế rồi thì là ở Thạch Bích, tất cả các nơi mà chúng tôi đưa đến, cứ mỗi một tuần trước kia thì có gần 200 thanh nhi đưa về giáo xứ Thái Hà. Nhưng gần đây chúng tôi hạn chế, bởi vì khi chúng tôi đến nhận những cái thanh nhi đó thì người ta lại có cái lý do, người ta quảng cáo rằng ở đây có người chôn thanh nhi, yên tâm. Thế như thế là chúng tôi bảo không, không được. Bây giờ nếu cần ấy, thì nhất là những thanh nhi to thì chúng tôi không nhận, nhưng mà họ đâu đó họ vẫn vứt ở chung quanh nhà thờ này và chúng tôi vẫn phải tiếp nhận thôi. Nhưng mà hạn chế đi những cái trường hợp 7-8 tháng mà ta đến đạo phá thai thì chúng tôi xin với bác sĩ rằng hãy đưa đến nhà thờ Thái Hà để chúng tôi cho người ta sinh đẻ mẹ tròn con vuông, chứ đừng nạo thai cho người ta, và nó cũng hạn chế được phần nào. Thế và tiếp theo thì chúng ta thấy rằng Đức Giáo Hoàng Phaolô II đã nói đừng sợ làm chứng cho sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết, phải chống lại mọi hình thức của nền văn minh sự chết đã được hợp thức hóa tại một số nơi, trong đó có việc phá thai. Phá thai là một cuộc tàn sát mới, tàn sát các thanh nhi. Thiên Chúa mạnh hơn những yếu đuối lệch lạc của con người. Thiên Chúa bao giờ cũng có lý. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự sống của con người, nhất là các thai nhi, bị đe dọa nghiêm trọng, bị đe dọa nghiêm trọng. Nó mong manh trứng đức nó ở trong bụng. Bây giờ làm cha làm mẹ nào, có những người là làm bạn với nhau thì tha thiết lắm, đến cuối cùng thì là có thai rồi, biết bạn gái có thai rồi quất ngựa truy phong, ta không có trách nhiệm, chả biết à mình dạy. Thế rồi thì chị em phụ nữ mình lãnh đổ là gì? Lúc bây giờ thì chuyện ai bảo khôn 3 năm dạy 1 giờ. Thế thành thử ra chúng ta, nhất là những chị em, cần phải tránh cái việc này, cần phải có một khoảng cách nhất định, không ạ? Để dành cho nhau những cái gì tốt đẹp nhất, những cái gì trong sáng nhất trong những cái ngày tân hôn.
Thế và tiếp theo thì chúng tôi thấy là như Đức Giáo Hoàng Paulo II đã nói đấy, sự sống mạnh hơn sự chết. Nhưng mà hiện nay trên toàn thế giới 51 triệu ca nạo phá thai, Việt Nam góp trong 3 triệu. Thì chúng tôi có cái văn phòng tư vấn là Linh Mục Nguyễn Kim Phùng, là số điện thoại các bạn có thể ghi 0168 543 310. Và số điện thoại của tôi là 0945 728 084. Thì khi cần các bạn có thể gọi cho chúng tôi sẵn sàng dang rộng vòng tay đón các bạn.